Vào lúc 14h30 ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha bước vào trận đấu quyết định với đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E World Cup 2023. Đây là trận đấu là đội bóng châu Âu buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu này, Bồ Đào Nha lại đón nhận tin không vui. Theo đó, tiền vệ Fatima Pinto không thể ra sân trong buổi tập vào hôm qua. Khả năng ra sân của cầu thủ này trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam rất thấp. Theo báo giới Bồ Đào Nha, Fatima Pinto đã dính chấn thương trong trận đấu với Hà Lan. Chấn thương của ngôi sao khoác áo Sporting Lisbon khiến cho người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ, Fatima Pinto là nhân tố vô cùng quan trọng trong lối chơi của huấn luyện viên Francisco Neto. Trong sự nghiệp, cô đã có 76 lần khoác áo đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Cầu thủ 27 tuổi là ngôi sao sáng giúp đội bóng này lần đầu tiên có vé tham dự World Cup. Fatima Pinto từng là cầu thủ không thể thay thế của Sporting Lisbon trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2022. Cô đã ra sân 108 trận và ghi 26 bàn cho câu lạc bộ này. Ở mùa giải trước, Fatima Pinto chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Alep nhưng không thành công. Tới mùa hè năm nay, tiền vệ sinh năm 1996 đã trở về Sporting Lisbon. Cũng theo báo giới Bồ Đào Nha, hai cầu thủ khác là Dolor Silva và Kika Nazareth cũng không đạt thể trạng tốt nhất trong buổi tập hôm qua. Dù vậy, họ vẫn có khả năng góp mặt trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Trước trận đấu quyết định, đội bóng của huấn luyện viên Francisco Neto gặp bất lợi khi di chuyển gần 1.000 km từ Dunedin đến Hamilton để thi đấu trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, quãng đường di chuyển của thầy trò ông Mai Đức Chung chỉ hơn 100 km từ Auckland đến Hamilton. Bồ Đào Nha dự kiến có mặt ở Hamilton vào hôm nay, 26 tháng 7.